Hello, Lulu Vui lại xin thân ái chào các bạn. À, tuần trước mình có uh, gọi tạm gọi là đi hướng dẫn các bạn để chúng ta có thể thưởng thức được nhạc cổ điển ha. Thì tuần trước chúng ta đã nghe được những lời uh, tâm sự gửi tới người yêu của. Uh, hai nhà soạn nhạc, một nhà soạn nhạc sống ở thế kỷ 18 là Beethoven, mình không nhớ thế kỷ 18 hay thế kỷ trước nữa, mình không nhớ đâu. Mình chỉ biết nghe thôi, mình không có nghiên cứu mình không. Nhưng mà ông sống là ở những thế kỷ trước, cách đây mấy thế kỷ rồi. Còn một nhà soạn nhạc là Lehman đó, Richard Lehman thì ông vẫn còn đang sống. Thì chúng ta thấy là cách nghe mấy trăm năm, nhưng mà À, mỗi người sẽ có một lời à, tỏ tình, một lời yêu đương, yêu thương gửi tới người mình yêu nó khác nhau ha. Thì hôm nay, à, hôm rồi chúng ta nghe với là à, vàng nhạc, còn hôm nay chúng ta mình sẽ giới thiệu các bạn nghe là chỉ mỗi đàn dương cầm, giới tiếng đàn thánh thoát và mãnh liệt của dương cầm người ta nói. Ờ, đờn dương cầm là một cái đờn gọi là uh, có thể là Nó là uh, mẹ đẻ <laughs> mẹ đẻ của các cái loại nhạc cụ có thể tạm nói vậy đi uh, tức là đờn dương cầm nó có thể uh, biểu diễn một mình đàn dương cầm độc lập mà có thể đưa đến cho người nghe những tất cả những cái cung bậc cảm xúc về âm nhạc ha một mình nó thôi Uh, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn nghe nhạc của ông chopin tức là chúng ta cũng từng biết là nghệ sĩ đặng thái sơn ở việt nam của chúng ta đã uh, học về nhạc chopin là uh, nhiều nhất và uh, với cái cảm xúc uh, của nhạc chopin nghệ sĩ đặng thái sơn những năm 80 mươi là đã giành được giải thưởng là chopin uh, giải thưởng cao nhất của về đàn piano các bạn đàn dương cầm ấy. thì bây giờ thì nhạc sĩ Đặng Thái Sơn không có sống ở Việt Nam mà ông phải qua Nhật Bản, tại vì nền âm nhạc cổ điển ở Việt Nam mình không phát triển thì ông ông không thể phát triển tốt ở Việt Nam được. Ông qua Nhật Bản và thỉnh thoảng ông có dàn biểu diễn ở nhà hát Hà Nội để cho người Việt Nam mình cũng cùng được thưởng thức cái dòng nhạc này ha thì mình mình không có hiểu hết nhiều về nhạc cổ điển thật ra mình chỉ hiểu ít thôi nhưng mà uh, đối với mình nhạc của ông Chopin đó là mình thích nhất bởi vì nhạc của ông uh, bây giờ bạn hãy nghe bài này bạn hãy bấm đường link ở dưới mình để đường lên ở dưới thì mình không tìm được trên YouTube nhiều về cái bài này của ông có thể bạn mở uh, Cụ uh, cu kề lên trên cụ kề thì chắc là nhiều hơn trên youtube người ta đưa lên ít quá uh, nhưng mà cái bài này thì mình cảm thấy là mình nên giới thiệu cho các bạn nghe uh, các bạn xem uh, là uh, cái gì sự huyền diệu của đàn uh, piano ha hay là đàn dương cầm á uh, mình sẽ làm video nói về vấn đề này uh, để chúng ta có cái hiểu biết nhiều hơn một chút ha về đàn piano thì uh, các bạn hãy nghe bài này uh, mà để để thưởng thức tốt nhất là các bạn không nhìn vào màn hình các bạn chỉ nghe thôi ha, các bạn muốn hiểu được nhạc cổ điển á thì đừng nhìn gì hết mà nhắm mắt lại nghe là tốt nhất là các bạn sẽ thấm nhất ha hoặc là bạn hãy thư giãn thật là thư giãn khi bạn nghe nhạc cổ điển bạn hãy thật là thư giãn đừng có uh, Uh, để có lo lắng nhiều hay cái gì nó tác động nhiều quá thì bạn sẽ không thể cảm nhận hết được cái hay của nhà cổ điển ha, bạn muốn giống như bạn ăn muốn ăn của mẹ đấy bạn phải thư giãn bạn ở trong cái miền quê thôn giả bỏ hết mọi ưu phiền mọi ồn ào của thành thị đi bạn về thôn giả quê mẹ đó bạn ăn món ăn của mẹ đó như mình nói ở nhà cổ điển là là món của mẹ nấu đó ha thì bạn lúc đó bạn thư giãn bạn thật là yên tĩnh bạn không không nhìn vào màn hình gì chúng ta nhìn vào màn hình chúng ta sẽ bị cái nhìn nó nó là mình phân tâm bớt thì mình không thưởng thức hết được từng nốt nhạc từng cái giai điệu của nó ha thì với cái bài này á nếu bạn là người đang yêu thì bạn sẽ có cảm giác là cảm xúc là cái tình yêu của em hay tình yêu của anh dành cho em nó mãnh liệt nó sẽ có những phút giây rất là mãnh liệt Hãy muốn đem cái cái lời yêu của anh mà nếu mà trao cho em nó mãnh liệt lắm bạn nghe bạn sẽ có cái cảm giác đó rồi cũng có những lúc là tình yêu của chúng ta nó lắng động nó nhẹ nhàng nó nên thơ rồi có những lúc là cãi vã nhau giận hờn nhau ờ, muốn chia tay đó còn đối với tình vợ chồng cũng vậy có lúc là à, chén đũa bay lung tung có lúc lại là lắng đậm có lúc lại là nhớ nhau gia diết <laughs> nhớ nhau mãnh liệt là không có muốn rời xa nhau còn nếu mà bạn đó là tình yêu về đôi lứa trong cái bàn này nó đem lại nhiều cảm xúc lắm các bạn còn nếu mà bạn nghĩ về mẹ nghĩ về cha với cái tình cảm thiêng liêng Hãy bạn nghĩ về cái cảm xúc nào thì cái bài này nó đưa bạn những cái cảm xúc đó thật là mãnh liệt thật là thăng hoa và cũng có những lúc nó thật, thật là êm đềm có những lúc như là uh, uh, trở về vòng tay của mẹ vậy đó trở về với những kỷ niệm của tuổi thơ ấu uh, với cha với mẹ rồi con đi xa lăn lộn trên đường đời với bao nhiêu là cái biến cố với bao nhiêu là cái da chạm nó xô đẩy nó như nó da dập vào con như những cơn bão vậy đó ha à, nhưng mà con trong những cơn bão táp đó con vẫn nhớ về cha mẹ vẫn có những khi nhớ về cha mẹ là con lại có một cái sức uh, sức mạnh mãnh liệt để tiếp tục bước đi trên đường đời ha thì uh, hoặc là khi bạn thất vọng bạn tuyển vọng bạn buồn chán uh, bạn cũng nghe bài này thì bạn sẽ tìm lại được uh, một cái niềm hưng phấn bạn tìm lại được mình bạn tìm lại được sức mạnh của mình nó tiềm tàng ở đâu đó nó uh, đang bị là ẩn nấp đâu đó ha bởi <laughs> chúng ta quên nó đôi khi chúng ta yếu đuối nhưng mà khi chúng ta nghe lại chúng ta nghe bài này thì chúng ta cảm thấy có một nguồn sức mạnh ha thì mình nói đó là Ờ uh, cái bài này mình thích nó là bạn có cảm xúc gì thì cảm xúc đó nó sẽ thăng hoa trong khi mình nghe cái, cái bài hát này ha. Uh, mà chỉ với một cây đàn piano thôi, chỉ với những nốt nhạc dồn dập dồn dập liên tục giống như là bão những cơn bão á, uh, gió giật lên cấp 12, cấp 13 rồi bão lại tiếp ào ào ào. Rồi sau đó là uh, tạnh bão, sau đó là yên ắng sau đó là đổ ngã phải dọn dẹp lại đó. À, thì nó giống như là cuộc sống của chúng ta cũng sẽ những cơn bão như vậy sẽ có nhiều mất mát nhiều đổ ngã nhiều gãy đổ, đổ ngập lụt tứ lung tung <laughs> nhưng mà rồi cơn bão đi qua những phút giây bình yên chúng ta lại trỗi dậy với sức mạnh của chúng ta với bàn tay của chúng ta với khối óc con tim của chúng ta để chúng ta làm lại tất cả những gì mà cơn bão đã càng quét đi thì cuộc đời cũng vậy, cuộc đời là có những cơn bão nó càng quét của chúng ta, biết là bao nhiêu. Nhưng mà rồi chúng ta lại đứng dậy, chúng ta lại tiếp tục sống mạnh mẽ hơn, nhiệt huyết hơn. Và chúng ta cảm thấy là ờ, âm nhạc có một cái gì đó, âm nhạc cổ điển thật sự nó có một cái gì đó. Nó tiềm tàng thật sự là âm nhạc khi con người chúng ta sanh ra đã có âm nhạc ở trong đó rồi lời ru của mẹ ha tất cả đều là có trong cái tiềm thức của chúng ta có âm nhạc à, mình thấy nhạc cổ điển nó hay như thế này các bạn tức là ví dụ nhạc bolero thì người việt nam mình nghe thấy thích thấy hay Nhưng mà người đức nghe thì họ lắc đầu họ <laughs> nói nghe không vô con <laughs> mình nghe nhạc bolero nói ba mẹ lại nghe nhạc bolero nữa rồi <laughs> à, rồi người miền nam nghe giọng cổ thì nghe nó mùi thích nhưng mà uh, biểu người miền Trung miền Bắc nghe thì cảm thấy là không 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 khoái hoặc là biểu một ông tay mà ông nghe giọng cổ thì thôi <laughs> một cô Tây nghe giọng cổ thì nghe không vô nghe chèo nghe không vô ha rồi mình nghe nhạc của các nước Ả Rập uh, hoặc là Ấn Độ họ hát múa 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 theo cái điệu của điệu của họ hay có cái trống bập bùng bập bùng á thì mình thấy là nó uh, nó cũng không hợp với mình lắm đó uh, nhưng mà họ thì họ lại thấy hay nghĩa là mỗi dân tộc có một cái nền âm nhạc của họ nhưng mà riêng nhạc cổ điển các bạn khi mà nhạc cổ điển uh, chúng ta nghe thì tất cả các dân tộc màu da nào ở đất nước nào mọi người nghe nhạc cổ điển đều có cái cảm xúc cảm xúc của riêng mình nhạc cổ điển đem tới mình cho chúng ta nghe được cái cảm xúc của riêng mình các bạn cho nên nhạc cổ điển là dù là mấy trăm năm người ta sáng tác đến giờ này nhạc cổ điển vẫn sống, vẫn tồn tại, nó không có bị mai một, không có bị quên lãng đi như là tân nhạc, như là nhạc thời trang ha. Thì như video trước mình nói là nhạc thời trang, nhạc trẻ, nhạc rap gì đó thì một thời gian thôi rồi người ta lại quên lãng đi. Lâu lâu khơi dậy thì người ta nghe nó hay hay vậy thôi nhưng mà cái thế hệ đó người ta không thích nữa đó. Nhưng mà nhạc cổ điển thì tất cả các dân tộc trên thế giới mọi người trên thế giới hầu như sanh ra là có cái cái nốt nhạc cổ điển ở trong người rồi các bạn chẳng qua là chúng ta không được khơi dậy thôi khi khơi dậy thì chúng ta cảm nhận nhạc cổ điển là nó có sẵn trong người mình rồi các bạn à, thì các bạn thử nghe ha thử nghe cái cảm giác coi là cái cái chia sẻ của mình nó nó có thật sự là như thế hay không chứ còn mình mình cảm thấy như thế chứ thì trước đây khi con mình chưa học đàn thì mình không biết gì về nhạc cổ điển cả, mình không biết, mình nghe dàn nhạc biểu diễn rồi mình như là dịch nghe sắm mình nghe mình chán lắm các bạn, không thích nghe mở nhạc uh, Bolero nghe thích hơn ha. Nhưng mà khi chúng ta lắng động chúng nghe nhạc cổ điển đó, thì chúng ta sẽ thấy là đó nó nhạc cổ điển có là một cái gì đó mà tất cả mọi người trên thế giới mọi dân tộc uh, kể cả những người uh, học vấn cao kể cả những người là làm những nghề thấp trong xã hội À, nhưng mà khi nghe nhạc cổ điển, à, ten 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 tè thì đều cảm có có một cái cảm giác có một cảm xúc các bạn. À, thì bây giờ các bạn hãy để bàn tay vàng của mình mở đường lên ở dưới ha. các bạn hãy nghe nhạc của uh, Chopin ha, mình rất thích nhạc của Chapin. À, à, thì anh đặng, nghệ sĩ đặng Thái Sơn cũng là uh, chuyên về nhạc Shopping pin <laughs> à, tạm biệt các bạn à, chúc các bạn được thưởng thức à, được à, một ngày chủ nhật được thưởng thức một nền âm nhạc một món ăn mới đọc hay lạ không là do các bạn <laughs> cảm nhận ha chết tạm biệt